Tempest công bố giá vé concert tại Việt Nam khiến nhiều người bất ngờ. Vừa qua, Tempest đã xác nhận Việt Nam sẽ là địa điểm tổ chức live concert đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm. Có lẽ vì anh cả của nhóm là người Việt nên thay vì chọn Hàn Quốc để làm địa điểm đầu tiên, Tempest lại là một ngoại lệ khá thú vị. Phía Tempest mới đây đã thu hút nhiều sự chú ý khi chính thức công bố giá vé concert tại Việt Nam. Theo đó, hạng vé cao nhất là T-Hour sẽ có mức giá là 3,8 triệu đồng, đi kèm quyền lợi là set bo góc, chào tạm biệt, xem sao check và chụp ảnh nhóm ngẫu nhiên 600 bạn cùng với thần tượng. Các hạng vé còn lại cũng dao động ở mức từ 3,5 triệu đồng VIP AB, 2,8 triệu đồng VIP CD, 2,2 triệu đồng và 1,8 triệu đồng cho hạng vé zone. Ngay khi sơ đồ chỗ ngồi cũng như giá vé concert của Tempest được công khai, người hâm mộ tại Việt Nam thở phào nhẹ nhõm, cho rằng đây là mức giá khá hợp lý và hoàn toàn có thể chi trả cho một nhóm nhạc mang tầm cỡ quốc tế như Tempest khi biểu diễn tại Việt Nam. Được biết, vé concert của Tempest sẽ được mở bán vào ngày 11 tháng 5 sắp tới. Đêm concert của Tempest sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 6 sắp tới tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh.